Xin chào tất cả các bạn. Thì đợi nhá, mình sẽ làm một cái đề mới vậy. Một đề mới. Mình sẽ làm đề mới đây. Đề mình vừa chưa xong rồi thì bây giờ mình sẽ làm một đề mới. Sẽ làm đề mới xem mình lên được bao nhiêu điểm. Khó ha, để mà giải quyết được điểm thì cũng khá khó. Mình cố gắng thôi. Cố gắng ha. Okay.